Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình lấy máy dầu trong vàng về xã Tiêu Sơn cho chú Trường ở xã Tiêu Sơn, Đoan Hùng, Phú Thọ. Bây giờ ra test máy thực tế. Bây giờ là hiện tại là 8 giờ sáng. Qua vừa vào Thái Nguyên rồi. Đi sang về Phú Thọ tí nữa về chỗ Trường Y Phú Thọ mọi người nhé. Bây giờ đi phay đất. Đất này cũng tương đối cứng. Cũng không được cứng lắm nhưng mà cũng tương đối rồi. Đấy, chiến đấu. Và bên trong nó đỡ ướt này, và bên trong trong này đỡ bẩn. Đấy, đất nó lên tơi này mà. Đây là máy dầu cho vàng model 2020 mọi người nhé. Đang thực hành ở xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đây, chú trưởng chú lấy đây. Đây chú Trường đứng ở trên đầu như này. Đấy, anh em đến tham khảo. Máy này là máy đầu tiên về xã Tiêu Sơn luôn. Anh em mọi người có nhu cầu ở gần xã Tiêu Sơn hoặc là trong xã Tiêu Sơn thì qua nhà chú Trường tham khảo những máy nhé. Một đường phay được 1 mét đấy chú ạ. Cái này mà tì máy tì hai càng xuống một tí là đi nó sâu lắm. Đây là đất đồi ấy. Đây tả ly này. Có hai chuyển hướng làm nó nhàn lắm. Bóp hai chuyển hướng vào cái là bóp quay sang bên nào là bóp chỉ hướng bên đấy. Tay bên này ông bị đau sao không bóp được. Quá tơi mịn luôn. Phay này được không anh? Ơi bỏ mía à? Ra lên tí nữa nó mới tơi. Chú chạy máy 8 quen thì chạy máy này đơn giản. Máy này chắc phải tầm 20 phút thôi. 20 phút xong. Đây vào trong kia tầm 20 phút. Đây từ nãy giờ có 4 phút. 4 phút 12 giây. Đây là em hút cho. Chạy thử tí đưa em kéo cho. Đưa thuốc em kéo cho.
À không bóp chuyển hướng. Bóp chuyển hướng cho nhẹ. Bóp chuyển hướng vào anh ơi. Khỏi anh bóp chuyển hướng. Quành luôn bên kia này nó được được luôn một vòng. Có quay to kia không quay được. Cái gốc này nó dai nó không có quay được đâu đúng không? Cái vỏ như kiểu này nó lên được nhưng mà gốc to này không không kéo được. Xuống ruộng đi một tay được. Đây nào cũng nhìn cứu mãi rồi. Vâng. Qua sang Thái Nguyên các bác bảo là đang chờ mong mãi mới có máy để lấy. Độ bền này. Độ bền thì đây thì yên tâm rồi chú ạ. Cái đấy thì hàng Việt Nam mình ở đây thì nó sẵn, không lo. Con này nó sửa như máy 8 mà. Thay thế các thứ rất là đơn giản, một người có thao tác được hết. Cái chốt chú đút cho vào nấc thứ nhất nhé, đừng cho vào hết cỡ, để mình có chỗ để mình rút đi. Sai rồi. Lại đẩy vào. Thao tác rất đơn giản, tháo lắp đơn giản. Để cái chốt cho chú họ mất chút. Xịt qua cái nó lại mới ngay. Cứ để cứ để. Con này nhá. Mạnh nó kéo. Hôm nọ nó kéo ở trên cây 13, tao xem một con này nó kéo được 6 cái cung bi to. Con này này. Thoải mái vào chú, tầm 5 tạ, 5 6 tạ đi đi được bằng này thoải mái. Tao nhìn cái con xe này tao bảo chết béo nó kéo 6 cái cung bi.